chuyên một úp và những thứ bự cho bá lửa Phần 1 Trời đất ơi Dạo này dịch quá Tôi đã quyết định trở thành người nông dân đi trồng hành Ủa mà khoan Sao mấy cây hành nó bên này nó bự dưới vậy trời Cây nào cây nấy nó cũng bự cho bá lửa hết trơn Bó hành tôi mua có mấy cây à Nếu mà đếm kỹ thì chỉ có mấy cọng Mà ôm cả bằng một bàn tay không xuể Bàn tay tôi cũng bự rồi đó Tay bạn nào nhỏ hơn tôi nghĩ chắc cầm không hết Hành này hành voi hay gì á một cọng hành bự bằng một ngón tay của tôi ta nói mấy anh chị tây ở bên này ăn bơ ăn sữa thì cao to lực lượng thì không nói đi hành đâu có nuôi bằng bơ sữa đâu mà đô con dữ thần ủa hay là tại vì bên nay người ta ăn mấy cái hành bự bự cho nên là người ta mới bự con ủa bà dương ở bên út còn cái gì bự cho bác lửa nữa không bà trời ơi hôm qua tôi đang về mấy cọng hành voi mọi người cứ kêu đây là hành bá rô làm tôi lại phải thân chinh đi lên siêu thị Xin mọi người hãy nhìn theo tay tôi Đây là hành lá bình thường mà Còn đây mới là hành ba rô nè Thiệt tình chứ đâu có hành ba rô nào mà nhỏ như cái hành hôm qua tôi cho mọi người coi đâu Trời thần ơi mấy cái cọng hành này nó quá trời quá đất rồi Nó bự như cái cổ tay của tôi luôn má ơi Tiếng Anh người ta gọi nó là lick aka toy tay Toy tay ý là tỏi tay đó Chứ qua bên này mà mấy bạn ghi chữ salad ba rô là nó không có ra nha Mà nói chung là hành nào thì nó cũng bự hết Nhìn nó khủng hoảng thiệt chứ Úc và những thứ bự cho bá lửa Ủa bà Dương đi đâu vậy Tôi dẫn mọi người đi coi thứ bự cho bá nè Ủa sao cái này nó dòm kỳ kỳ vậy ta Bà Dương ngồi đây nè Cái đó mặt sao Đây cái biểu tượng bự cho bá đây rồi Anh này được gọi là Merino khổng lồ một chú cù đực Trời đất ơi ông cù ai cướp sổ gạo của ông hay sao mặt ông buồn quá vậy Ủa đâu có Tại tôi già rồi Đứng đây 35 năm rồi cái vùng này xây tôi để kỷ niệm 200 năm làm len Tôi là biểu tượng cho ngành công nghiệp len của Úc đó Vùng này chính là thủ đô len của thế giới Trời đất ơi tự hào Hồi đầu lúc mà mình đi tới đây á Trên đường đi cũng thấy rất là nhiều cù Để tôi zoom lại cho mọi người coi Một cánh đồng cù Chính vì vậy ông cù này là một trong những công trình Mang tính chất biểu tượng nhất của Úc Thu hút hàng ngàn khách du lịch mỗi năm Ủa bà Dương nay đi đâu Tôi đi chùa lớn nhất Nam bán cầu luôn nè Theo tôi Và đây là chuyên mục Úc và những thứ bự chả bá lửa phần 4 Tới rồi cho em xuống đi bác Tài Ủa nhỏ nào giống tôi vậy Có nhiều bạn hỏi mình chứ ở Úc có chùa không trời ơi chẳng những có mà có bự nhất nam bán cầu luôn cho nó ngầu chùa này tên là chùa nang tiên nghĩa là thiên đường ở phía nam đó thì tên chính xác sẽ là phô quang Nang nantian temple đây là chính điện nè nhìn giống như trong phim cổ trang của trung quốc vậy đó bên này cũng có thêm một cái chùa nhìn giống linh lung bảo tháp của lý tịnh vì là chùa cho nên mình không có được quay bên trong tôi chỉ quay mấy cái cột này thôi nè chùa này nằm trên núi nên đứng núi này sẽ thấy núi nọ đây là núi cao ai khỏe thì lên tôi đi được đúng hai lần đi mệt quá trời Tết nhất ngày rằm mọi người kéo tới đây là đông lắm Nó cũng là một điểm du lịch mà người Việt Nam hay qua đây đi nữa Chuyên mục Úc và những thứ bự cho bánh lửa Phần 5 Ồ bà Dương Bà cầm gì mà to tổ chản vậy Trời đất ơi tôi đâu biết đâu Gì vậy bà nội Ở đây rõ ràng ta có ghi cabbage nè Là bắp cải đó chị hai chán chị ghê Này tôi không dám so sánh gì với Việt Nam nha mắt công Tại tôi cũng không phải con nhà vườn gì Mà nó bự hơn mặt tôi là nó bự rồi Còn nặng nữa chứ Tôi mà vác về nhà là muốn sụi đuổi cái tay luôn